Mình tên là Nga, mình là CEO của thương hiệu thời trang trẻ em Hojikit. Trước khi mà biết đến khóa học này thì chị rất là gặp nhiều vấn đề với nhân sự. Ví dụ như là những bạn làm được việc thì là bạn ấy rất là kiêu, bạn ấy thái độ bạn ấy đòi hỏi rất là nhiều mà chị đau đầu sẽ không biết giữ hay là bỏ hay là cải cải thiện bạn như nào mình không có có cách cụ thể mà hiệu quả ấy. Còn những bạn mà chị tuyển vào mà bạn ấy thái độ tốt mà hiền lành dễ dễ đào tạo ấy thì bạn lại năng lực bạn ấy kém ấy mà thì chị cũng cố không build lên được. thì chị do là cũng do mình không có cái phương pháp hiệu quả ấy. thì chị đang lăn tăn về vấn đề đấy thì qua một người bạn ấy đã từng học HPR rồi và chị thấy anh ấy tăng trưởng rất là nhanh nên là chị rất là ấn tượng và chị hâm mộ và chị rất là tin tưởng anh ấy. anh cũng là người bạn thân của chị thì chị tin tưởng anh hoàn toàn nên là khi anh bảo anh bảo chị là ôi chị phải đi học một khóa về nhân sự ngay khi mà học thầy thì như kiểu là mình với đức phao cứu sinh ấy và mọi khúc mắc ở trong đầu của mình cũng được giải tỏa hết cảm giác rất là rô mốt đấy hoạt động đào tạo nhân sự sẽ phải diễn ra liên tục và tuyển dụng mở rộng tại vì tuyển được nhiều thì mình sẽ càng tìm được nhiều nhân tài với cả tìm được đúng người như thầy bảo đấy chọn lựa phải đúng ngay từ đầu bởi vì đã chọn được sai thì đừng nói đến những cái bước tiếp theo đào tạo kế cận nữa nên là phải tuyển chọn đúng người đào tạo và theo sát các bạn ý có sự phản hồi như thầy dạy ấy rất là tuyệt vời và bỏ ra một phải nhận được 10 ấy và mình khuyên là các bạn lên đi đi học nói chung học luôn là có lãi cảm ơn thầy Tony Dũng và cảm ơn trường Doanh nhân HBR chị thấy các em rất là nhiệt tình ấy và pháp support rất là kỹ đấy là cái điều chị thấy khác biệt giữa trường mình và những nơi đào tạo khác ấy và học xong thì lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp chứ không phải là nhiều chỗ thì học ở ừ, lúc đấy cũng hay nhưng mà về nhà không động lại cảm giác gì Bởi vì lúc học thì không được support nhiều Chỉ có ngồi nghe thôi Ngồi ở dưới bên trên thầy giảng thì cứ thao thao bất tuyệt Còn trò, trò thì nghe từ đầu đến cuối Và không có thực hành